Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với tiểu mục đối thoại của chương trình Vững Bước Tương Lai. Kính thưa quý vị, mỗi năm thì ngoài việc chọn trường, chọn nghề, thì chuyện làm hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học cũng được rất nhiều các bạn thí sinh quan tâm. Và hôm nay Thái Dương xin mời đến đây đại diện trường đại học Hoa Sen chắc chắn sẽ giải đáp cho các bạn thí sinh rất nhiều câu hỏi về vấn đề khá là quan trọng này. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Phan Văn Giang, chuyên gia hướng nghiệp đại học Hoa Sen. Xin chào thầy anh chào mc thái dương xin kính chào quý vị khán giả quý vị phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh đang theo dõi chương trình của ngày hôm nay thưa thầy chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là đăng ký hồ sơ xét tuyển đại học và thầy dương biết ngày nay có rất là nhiều bạn thí sinh phải chật vật rất là nhiều phải tốn kém rất là nhiều bộ hồ sơ mới có được một bộ hồ sơ chính xác để có thể uh, nộp vậy thì thầy có thể chia sẻ một số những cái uh, lời khuyên dành cho các bạn thí sinh được không ạ cái câu chuyện mà làm hồ sơ mà tới bộ thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm đó anh cho rằng cũng bình thường thôi không phải đối với các em không đâu và người lớn mình cũng bị lặp đi lặp lại những cái chuyện như vậy. trong đó có nhiều nguyên nhân nhưng anh cho rằng có hai nguyên nhân chính. thứ nhất là đối với các em là các em nắm chưa có được rõ tất cả các thông tin khi làm hồ sơ. anh nói ví dụ như là cái mã tỉnh chẳng hạn, mã trường chẳng hạn, khu vực rồi là chưa có chuẩn bị kỹ những cái mà cái ngành cái nghề của mình đó để mình điền vô xét tuyển nguyện vọng theo cái tổ hợp môn gì. cái nguyên nhân thứ hai anh cho rằng cũng quan trọng lắm đó là do tính chủ quan của các em tự tin quá mức. À đây mà muốn khắc phục hai cái nguyên nhân này anh cho rằng cũng dễ thôi Thứ nhất là các em phải nắm cho được chính xác các thông tin Trước khi các em điền hồ sơ đó Thì ở góc độ các trường trung học phổ thông người ta có phân công Giáo viên phụ trách về mạng hướng nghiệp đó Hướng dẫn các em điền hồ sơ thì cái giai đoạn này các em cần phải đi tham gia Ghi chú lại những thông tin cần thiết Để chúng ta có thể điền vào cái hồ sơ cho nó chính xác Điền nháp trước Các em xem đầy đủ thông tin rồi Thì chúng ta điền vào cái hồ bộ sơ chính. 9 thì anh cho rằng là không có cơ hội mà điền tới lần thứ hai thứ ba thứ tư đâu thầy là một chuyên gia hướng nghiệp vậy thì thầy có những nhắc nhở gì cho các bạn thí sinh khi mà đăng ký xét tuyển hay là đăng ký vào các trường không ạ anh giang là người cũng tham gia cái chương trình đi hướng nghiệp tại các trường ừ. trung học phổ thông rồi cũng như đi tư vấn tuyển sinh nói chung là dùng cái từ gọi là thực chiến đó đi thực tế đó và khi nào anh xuất hiện anh đều nói câu chuyện làm sao chọn cho mình được cái nghề là nó quan trọng vô cùng tại vì nó gắn bó với các em suốt cuộc đời nếu chúng ta không có chuẩn bị cho đàng hoàng có trách nhiệm thì câu chuyện là chuyển đổi ngành nghề sau khi năm nhất năm hai thậm chí có bạn năm tư đổi nghề là chuyện bình thường nếu mà giai đoạn đó mà đổi nghề mà các em không có ý chí vươn lên á đấy thì là về quê luôn một mái nhà cho anh hai quả tim vàng luôn tốn rất là nhiều công sức của các em và tiền bạc của cha mẹ thời gian nữa do đó vô cùng quan ngại chọn nghề dựa vào cái gì thứ nhất là các em thích cái gì muốn cái gì mê cái gì năng lực mình phải đáp ứng được câu chuyện đó cái thứ hai là điều kiện gia đình mình cái thứ ba nhu cầu xã hội đạt được ba cái ý này thì các em chọn ra được một cái nghề anh cho rằng là tối ưu về mặt lý thuyết tôi về mặt lý thuyết đó nghe nếu mà để mà ok hơn nữa thì các em phải tranh thủ thời gian để các em đi trải nghiệm thử bằng cách là hỏi kinh nghiệm người đi trước coi người ta học như thế nào lộ trình học ra sao và chúng ta đi thực tập thử coi chúng ta phù hợp không tại vì nói về câu chuyện chọn nghề là nếu mà dễ dàng thì ai cũng chọn đúng nghề thôi ra được cái nghề rồi phải không thì chúng ta phải chọn cái trường nào nó đào tạo nó chứa được cái nghề đó chọn cái trường các em cũng phải cần dựa vào cái gì nữa À, anh hay khuyên các em thứ nhất là chất lượng đào tạo của trường đó phải hàng đầu cái môi trường trải nghiệm có con sống động không để cho đào tạo con người ta trong quá trình học tập ra trường có thể là đáp ứng được cái nhu cầu cũng như thích nghi với cuộc sống tiếp theo nữa là việc làm tỷ lệ việc làm có cao không cơ sở vật chất và kể cả phí nữa còn quan trọng hơn nữa là vào đi học trong quá trình học tập các em phải nỗ lực à, phấn đấu nỗ lực lĩnh hội kiến thức tích lũy kiến thức để mà đáp ứng cái nhu cầu cái xã hội sau này để mình phát huy được cái ngành nghề của mình đó mà là cái quan trọng hồi nãy thầy nói một cái từ mà thái dương rất là tâm đắc là từ sống động môi trường đào tạo phải sống động cho các bạn thấy sống động là gì ạ ý anh muốn nói là gì nè các em vào một trường đại học cái trường đó nó tạo điều kiện cho các em nhiều sân chơi, nhiều cái cơ hội để các em trải nghiệm mà trải nghiệm phải hay phải phù hợp chứ thì mới thu hút được các em. Khi các em tham gia vào những chương trình đó làm các em lớn lên, trưởng thành lên để các em có thể là thích nghi với cuộc sống, đặc biệt là cái môi trường của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Đấy vô cùng năng động, sáng tạo, nhất là đối với các em ở tỉnh thì thật ra so với các bạn thành phố thì cũng có một khoảng cách nhỏ nhỏ nên nghiên cứu cái trường mà có cái môi trường trải nghiệm tốt thầy có thể cho một số ví dụ về những cái chương trình những cái hoạt động trải nghiệm được không ạ? Ở đại học Hoa Sen thì nó có nhiều cái chương trình lắm, rất là nhiều câu lạc bộ thuộc các khoa nè, rồi thuộc trung tâm trải nghiệm, rất là nhiều câu lạc bộ để thực hiện cái ước mơ của các em ví dụ như các em thích học tiếng anh thứ bảy hàng tuần các em lên sinh hoạt câu lạc bộ đó để các em nói chuyện tiếng anh mà môi trường của đại học hoa sen không phải là một cái mình các bạn sinh viên người việt không đâu có cả nước ngoài ra du học sinh về đây để trao đổi sinh viên thực tập với nhau thì các bạn có thể ngồi nói chuyện với nhau bằng tiếng anh uống cà phê cũng có thể thực hành tiếng anh rồi ăn trưa cũng có thể nói chuyện bằng tiếng anh đó làm cho các em quen dần quen dần rồi thích nghi dần và các em trải nghiệm tốt và các em rất là tự tin khi giao tiếp tiếng anh đối với hoa sen thì sinh viên ra trường đó là anh cho rằng được sau thường nhận cái câu chuyện các bạn rất là vững tiếng Anh. À, đó là anh ví dụ một cái câu lạc bộ thôi. Còn rất là nhiều câu lạc bộ khác do đoàn thanh niên hội sinh viên vẫn quản lý chẳng hạn để các em có cơ hội để các em trải nghiệm. Anh nói ví dụ các hoạt động ví dụ cam với tu qua nào qua xe đi thì các trường trung học của Thanh Hóa tới họ tham quan họ theo dõi các câu lạc bộ họ tham dự các câu lạc bộ đó họ tự à. thể hiện mình luôn. Đó là một trong những cơ hội mà anh cho rằng là rất tốt để các em học sinh hướng đến. Đối với các trường đại học phải có môi trường để các em trải nghiệm càng nhiều càng tốt Đó là cơ hội để giáo dục cho các em chuyển thành nhanh hơn Trường đại học Hoa Sen có liên kết với các doanh nghiệp hay các tổ chức nào để các bạn có thể thực tập trước khi ra trường không? Hoa Sen nó có một cái nền tảng bề dày rất là lâu rồi à, Cái câu chuyện quan hệ doanh nghiệp nó lâu và nó xưa lắm rồi, đó là truyền thống luôn Hơn 1.000 doanh nghiệp trong nước cũng như ngoài nước Đó là cái trách nhiệm của trung tâm trải nghiệm việc làm sinh viên Để làm gì? Để liên hệ các doanh nghiệp để đưa sinh viên chúng ta đi thực tập trong quá trình học tập của các em có hai lần thực tập đó là thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp và khi các em đi thực tập thì đến với doanh nghiệp đó, các bạn giống như một cái nhân viên của doanh nghiệp đó để cho các em có một cái môi trường các em đi làm giống như một nhân viên thực thụ để các em biết được là doanh nghiệp họ cần cái gì từ đó mình về mình đúc kết rồi mình cố gắng mình học họ để mình ra trường là mình đáp ứng được cái nhu cầu doanh nghiệp Dạ vâng ạ, thầy có thể uh, tiếp tục giới thiệu đến quý vị khán giả một số cái ngành, đặc biệt là những ngành mũi nhọn, những ngành được gọi là hot ở Đại học Hoa Sen cho quý vị khán giả được không ạ? Hoa Sen hiện nay á, là à, có tổng cộng là 9 khoa, 33 ngành, à, 10 chương trình đào tạo. Xong bạc, đó, thì là các ngành nghề đại học hoa sen nếu mà hot thì ngành nào hoa sen cũng hot hết à <laughs> có những cái ngành ví dụ như anh nói là về khối ngành kinh tế thì rất là nổi tiếng ví dụ như là quản trị kinh doanh rồi là tài chính ngân hàng quản trị nhân lực marketing và là kế toán đây là cái những ngành mà Đại học Hoa Sen được ACBSB của Hoa Kỳ kiểm định từ năm 2015 rồi bây giờ hoa sen cũng có cái ngành mới như là ngành kinh tế thể thao chẳng hạn vân vân thì nói chung là cái câu chuyện ngành nghề hot thì anh đi tư vấn rất là hạn chế khi anh nói các ngành nghề hot tại vì khi nói các ngành nghề hot ra vô tình đẩy các em vào chọn lựa chọn cái ngành nghề đó anh nói ví dụ như ngành kinh tế thể thao cái nhu cầu của thành phố hồ chí minh là cần 100 người mà anh nói hot rồi cứ nói thi vô ngàn người thì bốn năm sau thì 900 người nó thất nghiệp rồi còn đâu các em đừng có suy nghĩ ngành nghề hot mà xem mình có hot hay không đó cái này là quan trọng nha các em tại vì cái môi trường nó cạnh tranh rất là khốc liệt nếu mà chúng ta không đáp ứng được chúng ta tự động đào thải còn cái ngành hot đó mà chúng ta nghĩ hot là vô có việc làm thì không phải như vậy đâu cạnh tranh rất là lớn chúng ta cần phải học nó rồi trang bị rất là nhiều kiến thức muốn vào cái ngành đó để cạnh tranh với các bạn khác ngoài cái câu chuyện học kiến thức ra, các em phải trang bị thêm nhiều cái kỹ năng thái độ sống để các em có thể đáp ứng được cái nhu cầu cái đó mới là cái quan trọng mà anh Giang thường đi nói chuyện với các em dạ vâng à, hôm nay thầy Giang có nói một câu mà thấy như nó là tâm đắc đó là đừng quan trọng ngành hot mà xem chúng ta có hot hay không thì thầy có thể khẳng định lại một lần nữa thế nào là chúng ta hot ạ à? anh ví dụ cụ thể luôn các em học cái nghề đó thứ nhất các em phải học kiến thức thật là vững vững cái đã à bây giờ vững thì bạn cũng vững giống mình thì mình hơn bạn mình cái gì anh cho rằng thời buổi hiện nay đó là công nghệ 4.0 rồi Công nghệ các em phải giỏi Chúng thời buổi hội nhập rồi tiếng Anh chúng ta phải giỏi Phải rèn luyện cho mình có một cái thái độ đàng hoàng chính chu Cái thái độ nó vô cùng quan trọng nó chiếm 70% trong cái năng lực của người ta Thì hiện nay các doanh nghiệp trong cả nước Việt Nam tuyển dụng nhân sự ta quan tâm đến cái thái độ là Mạnh thắng yếu là chuyện bình thường nhưng hiện nay là nhanh thắng chậm đó kỹ năng giao tiếp kỹ năng thương lượng kỹ năng thuyết trình kỹ năng làm việc nhóm quản lý tài chính vân vân các em phải trang bị trang bị để các em hơn người khác để ra trường các em có thể là không phải là các em đi xin việc mà biết doanh nghiệp phải mời em về hoa sen hiện nay có 5 cái điểm anh cho rằng là rất hay thứ nhất đó là đại học song ngữ trọng quốc tế cái thứ hai là cái học phí của hoa sen là bốn năm không đổi tôn trọng sự khác biệt À, cái thứ tư là tinh thần doanh chủ và cái thứ năm được gọi là cái môi trường trải nghiệm sống động hồi nãy anh có nhắc đầu tiên. Yeah. Ngoài cái câu chuyện kiến thức các trường đào tạo thì nó cũng xem 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 với nhau. Nhưng mà cái cái phần công thêm giống anh nói là quan trọng lắm là các bạn tự hót thôi. Yeah. Mà đôi khi các bạn không cần đi làm thuê cho người ta nữa, yeah. các bạn ra các bạn làm chủ doanh nghiệp, người ta lại xin việc mình, yeah. đó mới là ok, nghe không? Trước khi kết thúc chương trình, thầy có thể gửi một lời chúc đến các bạn thí sinh được không thầy? Cho phép gian gửi đến quý phụ huynh, các em học sinh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Duyên các em á, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt và vượt qua kỳ thi trung học phổ thông sắp tới một cách nhẹ nhàng thôi. Sau đó phải tập trung phải có trách nhiệm chọn cho mình được một cái nghề một cái ngành một cái trường nó phù hợp với năng lực bản thân của mình khi vào được trường đại học rồi đó các em phải cố gắng nỗ lực hết sức cố gắng lĩnh hội kiến thức ở trong trường đó tham gia các hoạt động trải nghiệm để mình nhanh chóng trưởng thành hơn để mình đáp ứng được cái nhu cầu xã hội đó là điều mà anh dân mong muốn đối với các em xin được cảm ơn thầy còn bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình vững bước tương lai